Vào rạng sáng ngày 3 tháng 6, tại khu vực khóm 3, phường 1, thành phố Cà Mau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cà Mau tiến hành kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Nhật Châu, sinh năm 1992, hiện cư ngụ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Kiểm tra trên người Nguyễn Nhật Châu, lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ một bịch ni lông, bên trong có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và một số tang vật khác. Châu khai nhận số tang vật trên là ma túy, do Châu thuê xe ô tô vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh. Khi về đến phường 1 thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.